Hai chị Vân. Hai Linh. Dạ, hôm nay là chị Vân đến với lại AY Beauty Supply đến với tụi em ngày hôm nay trong cái demo show này. Không biết là chị có cái cảm nhận gì về bột của bên em chị ha? Mình rất là xài rất nhiều hãng. Dạ. Cái hãng của mình đầu tiên á, tiệm mình á, là đầu tiên xài S&S. Dạ. Rồi qua tới cái dân nail. Dạ. Rồi nhiều cái hãng mà OBI, dạ, những cái hãng mà mình đã từng dùng qua rồi. Dạ. Nhưng mà hôm nay mình tới là mình cái chỗ quen biết cái chỗ mà của Yến làm. Thì dạ. Nó nói có show mình tới tìm thì chứng nhận là cái bột này rất là mịn, dạ, rất là tốt, dạ, và nó rất là bóng. Dạ. Mình đã được Jason làm cho mình một cái nón mình rất là thích, cho nên mình cũng đang tìm một mớ bột mình mua về để cho tiệm ha. Dạ. Cho nên cái này là lời thật việc thật ha. Dạ. Chứ không phải là tự nhiên mà ai bắt mình nói ha. Dạ. Cho nên nếu mà ai mà muốn biết cái bột nó tốt hơn á, thì dạ, nên thử để tìm hiểu cái sản phẩm mới. Dạ. Và để mình muốn cho cái tiệm của mình tốt hơn. Dạ. Và mình xếp thời gian cho thợ làm nhanh. Dạ. Hơn. Dạ. Thì mình nên dùng những cái sản phẩm tốt. Dạ. Để lúc đó mình được làm ra tiền. Dạ. Và vừa trải khách. Dạ. Tốt hơn. Dạ. Cái này. Dạ. Tại S&S hồi xưa mình đã xài qua rồi. Dạ. Mình xài qua rồi thì mình cũng thấy ok, nhưng mà càng lúc thì nó tân tiến thì dạ, nó phải ra tốt hơn nữa. Dạ. Có vậy thôi, mình muốn mấy bạn mà ai mà muốn thử thì tới dùng cái bột này. Mình cảm thấy cái này rất là tốt nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị Vân rất là rồi, nhiều nha chị. Không có gì đâu Linh, là mình rất thích. Dạ. Mình thích một ngón mà mình đã thấy nó mịn rồi. Dạ. Là có nghĩa là 10 ngón thì nó sẽ đều như vậy. Dạ. Không có thể nào mà nó make mistake được. Dạ rồi, em cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Rồi, không có gì Linh. Dạ dạ.